Anh Vinh cũng nói với em rồi, anh ấy bảo là chị với anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi. Nhưng mà em vẫn muốn tìm chị. Dù sao, chị em mình cũng biết nhau. Em không muốn sau này phải khó xử ạ. Em thích anh Vinh lâu chưa? Cũng mới ạ. Thật ra cũng chưa có gì. Em ấn tượng với anh Vinh ngay lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng mà chưa bao giờ em nghĩ là em với anh ấy sẽ thành cái gì đó. Vì bọn em khác nhau. Nhưng mà bất ngờ anh ấy lại là nhà tài trợ cho đội tuyển của em chị ạ. Lại là bạn của chị. Bây giờ còn là sếp của Dũng nữa. Hôm trước em tình cờ gặp anh ấy trên homestay nữa. Có quá nhiều sự trùng hợp. Em nghĩ đấy là cơ duyên chị ạ. Đầu tư tài chính là gì? Dạ, thưa cô, hiểu một cách đơn giản là cháu đang giúp mọi người sử dụng khoản tiền nhàn rỗi để đầu tư chứng khoán, thị trường ngoại hối và bất động sản nữa để kiếm thêm thu nhập ý ạ. Đây cũng là một cách để tiền đẻ ra tiền mà mình không cần phải làm lụng vất vả. À, thế cô hiểu rồi. Nôm na là gửi tiết kiệm chứ gì. Không phải, kiểu như quánh xổ số ấy. Dạ không ạ. Gửi tiết kiệm thì lãi ít, còn xổ số chỉ ăn may thôi. Đầu tư tài chính là sự tính toán khoa học đã được các chuyên gia tài chính phân tích và đưa ra bí quyết làm giàu. Vì vậy, chắc chắn hơn để tiền nằm im một chỗ trong ngân hàng cô ạ. À, nhưng ai không biết làm ăn thì mình đành phải chịu thế thôi. Như cháu đây này, cháu cũng xuất thân từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Có lúc vì cái sinh nhai mà suýt lầm đường lạc lối. Thế rồi cháu biết đến lớp học làm giàu và quyết định thử sức nhờ bố mẹ cắm sổ đỏ vay ngân hàng được 100 triệu để đầu tư. Chỉ sau 6 tháng cháu đã thu về được 1 tỷ. Rồi từ 1 tỷ đấy cháu lại đầu tư tiếp. Trong vòng 1 năm thu về 10 tỷ cô ạ. Đấy, cứ như thế thôi. Nhờ vậy mà cháu mới có tiền để mua xe, mua nhà và có tiền để xây nhà ở quê cho bố mẹ nữa. Bố Nam bảo chị đã được vào lại đội tuyển. Chúc mừng chị yêu. Cả nhà chờ chị về liên hoan nhé. Anh Dũng biết chuyện chị thích người khác chưa? Chắc là biết rồi. Đau lòng thật đấy. Không đến mức đấy. Đã có gì đâu mà đau lòng. Bình thường mà. Không bình thường được. Hoặc là anh quá lờ che giấu. Anh Dũng thích chị lâu như thế, muốn buông bỏ không dễ đâu.